Trung thu năm nay, Vinmart hân hạnh giới thiệu các vị bánh trung thu lần đầu tiên xuất hiện. Từ những quý vật liệu quý hiếm của núi rừng, tỏi đen, đẳng sâm, nấm đốc trùng hạ thảo cùng 24 quý liệu chọn lọc khác, nhào nặn qua công thức bánh giảm dầu, giảm ngọt, kết thành món quà tinh túy cho những ngày đoàn viên. Nấm đốc trùng hạ thảo được nhân giống tại nông trường Vineco Tam Đảo, kết hợp cùng vị thuốc dân gian tỏi đen qua nhiều giờ chế biến, tạo thành chiếc bánh nướng cao cấp, thơm mùi thảo mộc, dậy vị thiên nhiên, vàng mềm Tây Tạng, củ dược đặc sâm, lớn lên giữa bầu khí hậu trong lành Vineco băng đen, hòa quyện với cái ngọt bùi của sen vàng Đức Việt, cho ra lò chiếc bánh dầu vị truyền thống gợi mùi quê hương. Hai hộp quà, số vị bánh với hương vị hài hòa, nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Thiết kế sang trọng, tinh tế, chắc chắn sẽ là một thức bánh thơm thảo nhất để hiếu kính mẹ cha, tặng quà em nhỏ. Trung thu này, Vinmart xin gửi tới quý khách hàng bánh trung thu Vinmart, món quà tinh túy tặng người trân quý.